Trung Quốc áp dụng trò hèn trừng phạt của mình lên nhà lập pháp cấp cao Mỹ. Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ Michael Macau đã bị Trung Quốc xem như cái gai cần nhổ bỏ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13 tháng 4 đã quyết định áp dụng lệnh trừng phạt của mình đối với nhà lập pháp cấp cao này bằng cách ông Macau không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc, không được tương tác với các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc và mọi tài sản của ông ở Trung Quốc sẽ bị phong tỏa. Trung Quốc cho rằng ông Macau đã phát đi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các thế lực ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Chính quyền dân chủ Đài Loan từ lâu đã bị Trung Quốc xem là lãnh thổ của họ và phản đối mạnh mẽ mọi cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức nước ngoài và Đài Loan.